Xin chào tất cả các anh em nha. Video em giới thiệu kênh em tham gia trên góp nhận 20 top cần có kiểu là BEF. Một top cần này sẽ lướt sàn chuột swap hot bit la top cần các bạn để tham gia giá hôm nay. Mở clip phần link mô tả mở ra một start chatbot các bạn. Con này trong chương trình phát hàng video là một top cần 1 đô nha các bạn. Rồi bấm chào claim ai rớt nha các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group kênh channel nha các bạn. Con này chạy trên nền tảng BNB Smart Chain các bạn. Thì có ai gấp các bạn cứ làm đi bạn, mai chiều về 1-2 token có giá trị sao các bạn. Rồi bạn mới đáp lên sao các bạn. Rồi bạn trên group bạn. Đôi khi trên Telegram thì anh em nói nhiều bot scam lắm các bạn, nhưng mà có một số không phối các bạn. Follow về Twitter nữa các bạn. Tất cả mình nói nha tất cả các bạn. Mình thì phải làm trên nền tảng BNB Smart Chain nhất các bạn. Một nếu mà một về 1-2 tôi cần sản chút swap, ban cái swap hot bit là tôi cần rồi đó các bạn. Các bạn like vậy tôi quýt lên các bạn. Like vậy tôi quýt lên, test lại nha các bạn. Các bạn like vài bài đi các bạn. Rồi tất cả các bạn bắt đáp lại. Các bạn nút submit đi tên các bạn. Rồi. Tiếp tục thì các bạn điền địa chỉ username Telegram của tất cả các bạn, thì các bạn bài hoạch bên cùng các bạn vào check-in copy username các bạn. Bạn nào mà không biết lấy username thì xem lại video mình hướng dẫn lấy username nha các bạn. Mình có để dưới phần link mô tả cho các bạn hết rồi đó. À, cộng anh 41 nữa. Tiếp tục username Twitter luôn các bạn. Hôm qua mình có cái video hướng dẫn các bạn lấy username. Và mình để ở dưới phần link mô tả nha các bạn. À, cộng MMO Ngọc Anh. Nếu mình quay nữa thì mà cắt mất thời gian. Tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ BNB Smart Chain nha các bạn. Thì địa chỉ BNB Smart Chain này thì nó cũng cùng chung địa chỉ ETH Chút Collect nha các bạn. Thì các bạn nào chưa cập nhật địa chỉ với BNB Smart Chain thì các bạn bấm vào bao giờ cùng gọi địa chỉ nhấp đây nè các bạn. Các bạn gọi vào địa chỉ BNB Smart Chain nha các bạn. Thì các bạn sẽ ra là cái địa chỉ này, các bạn mở ra các bạn. Các bạn sao chép nè. Rồi cả các bạn gửi lại cho ông bot nè các bạn. Rồi bạn gửi cho bot nha bạn. Okay. Rồi bạn bấm vào balance đi check số cần giảm được nha bạn. Mình đã nhận được 2 top 20 top cần BBE nè các bạn. Rồi bạn bấm cái form lên ghép chia sẻ bạn bè những thằng Whisgao chưa đó các bạn ơi. Chương trình bán hàng official nè các bạn. Bạn nào muốn mua thì copy địa chỉ này gửi không từ 0.1 đến max là 10 BNB nè các bạn. Thì bạn sẽ nhận được bao nhiêu tôi cần ta. Thôi thông tin này nó gỡ 0.5 BNB thì sẽ ăn được 1.000 tốc cần BBF nè bạn. Cộng 300 tốc cần BBF. Thôi vậy video này kết thúc nha bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video tiếp theo từ mình nha.